Đây là công viên Khánh Hội. Và cái công viên này hiện tại thì đang có là hội chợ. Hội chợ họ bán khá là nhiều món, nhưng mà chủ yếu là đa phần sẽ bán về quần áo, giày dép, kia vân vân. Đó thì đây là cái hội chợ. Không biết có mở tới khi nào. Tới ngày 5 tháng 6 rồi. Tới ngày 5 tháng 6 tức là hết ngày chủ nhật. Thì mình nghĩ là khoảng tối mai thì mình sẽ ra ngoài đây, mình sẽ quay một cái clip về hội chợ, cũng như là sẽ có những cái bán đồ nó bán như thế nào, để cho các bạn, nếu mà các bạn muốn mua thì mình có thể xem TV ở nhà xem. Nếu mà mọi người ở xa thì trước khi mà mọi người đi ra đây, mọi người cũng có thể xem được rằng cái hội chợ này nó có bán những cái gì mà mọi người cần mua hay không. Đó, thì như vậy. Đây là một con hiểu để đọc ra đường cũng đọc ra đường cũng hội. Ngày xưa khi mà mình còn làm ở cái sơ cột cây ở bên 18 Khánh Hội đó, mỗi lần về thì mình vẫn hay đi đường này về, rất là nhớ luôn.